Tin tức mới nhất trên báo Người Lao Động và Tri Thức trực tuyến cho hay ngày 26 tháng 2, ông Cam Quang Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang xác nhận cơ quan này đang phối hợp cùng với cơ quan công an và lực lượng chức năng làm rõ danh tính của hai nhân vật trong 4 đoạn clip nóng được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Xác nhận bước đầu, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy xác định người đàn ông trong đoạn clip là một lãnh đạo của cơ quan thi hành án dân sự tại Hậu Giang. Những hình ảnh được cho của nguyên cựu lãnh đạo cơ quan thi hành án Hậu Giang khiến dư luận xôn xao. Ảnh, người lao động người phụ nữ là ai thì phải nhờ cơ quan công an xác định. Chúng tôi đã lên lịch làm việc với anh ta trong tuần tới, ông Vinh cho hay. Trước đó, ngày 20 tháng 2, dân tình xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền 4 đoạn clip ghi lại cảnh ân ái của đôi nam nữ trong khách sạn. Mỗi đoạn clip dài 3 phút và nhìn rõ mặt nhân vật nam. Liên quan đến sự vụ ồn ào này, người đàn ông trong đoạn clip cũng đã lên tiếng cho biết chưa nói được gì hết. Đây có thể là một âm mưu nào đó. Nhờ báo chí quan tâm giúp ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và mọi cái. Ai sai thì bị xử lý theo pháp luật, kể cả cá nhân tôi. Trước đó vào tháng 8 năm 2018, người đàn ông xác định xuất hiện trong clip là ông VVL, nguyên phó cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh, đã bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang kỷ luật vì quan hệ bất chính với người phụ nữ đã có gia đình. Các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang vào thời điểm đó đã nhận được đơn của một người đàn ông tố cáo ông L có quan hệ bất chính với vợ mình, kèm cùng nhiều hình ảnh nóng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông L đã thừa nhận hành vi quan hệ bất chính của mình. Let's block us. Why?